Anh cắt tóc chưa? Chưa em ơi. Tóc dài lắm rồi. Cạo đầu á? Được, cạo đầu á. Mấy hôm nữa mình đi cạo đầu anh em ạ. Có mẹ mày! Giật hết cả mình! Em sao vậy? Đánh gì? Ê, tao đánh cưới nhắc của mày. Nó lắm không chơi cưới nhắc đó. Chết nhớ chơi luôn. Đi cứ đi sớm mai không? Ui, địt mà tí chết nhá. Bố bị nhọt với mày đấy à? Mày đừng có thả thính bố. Ok. Học cách phá rừng cơ à? Ơ, nó còn giúp mình ăn rừng nữa. Đây là giúp mình ăn rừng chứ không phải giúp phá rừng. Đây là người ta giúp mình ăn rừng luôn ạ, anh em ạ. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Sao mày ngu thế hả? Ê mày giết mày. Bố bảo đấy, chợt. Nia luôn dự quá. Ơ, thôi. Làm biết đây mày, ăn dầu mày nó lỗ người rồi. Ngứa đấy. Mít này nó ngay bụi á, ngay bụi á. Nó ra luôn à? Phở lo này, anh gấu ơi, lùi anh gấu ơi. Em chưa xuống kịp đâu. Không, tao xuống dưới, tao xuống dưới. Nên nhỉ? Ủa đấy mày ơi. Ủa luôn tìm mày thôi, bỏ nha mày ơi. Nó chuẩn bị vào đường đấy anh ơi. Từ giờ tao canh cho mày nhất là thôi. Ép trụ với mày ơi, mẹ mày đánh được thế nhiều mình không ép được trụ với mày. Ôi, mất. Mày
Còn nó lên combat rồi, nó lên combat á. Nó ra đánh nhau rồi. Má, mình lên cái gì ra sông thế. Sông lấy boss này, thì lên trên đánh nhau được. Anh. Rồi con, anh tanh chưa? Thằng Mỹ nó còn ulti không em ơi? Rồi nó về rồi. Toàn dòng em. Em để bot á, em để bot á. Rồi, em để bot á. Đạt rồi, không đạt đây.